Dù tuổi đã cao, nhưng bà Yến, một giáo viên về hưu đang sống cùng gia đình con gái ở Moscow, cũng bận rộn với những giờ học bên hai đứa cháu. Với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, những điều bà dạy không chỉ có trong cuốn sách giáo khoa. Sang bên này thì các cháu thì thường hay sinh đẻ ở bên này. Thế bên Việt mình thì thỉnh thoảng cháu mới về. Thế thì sang bên này thì thứ nhất là trông nom cho các con, hai nữa là bảo ban các cháu có cái các cách sống theo dân tộc mình á, nói năng lễ phép. Bà Yến, bà Hằng và những người bạn cao tuổi ở khu nhà Abalen, người nhiều thì gần 30 năm, người ít thì cũng đến 5-7 năm sinh sống ở nước Nga. Bây giờ thì cũng ngoài 60 thì cũng là vẫn nguyện vọng là vẫn thích về Việt Nam hẳn. Nhưng giờ con cháu thì nó bảo là giờ mẹ cứ đi về về thôi chứ cũng chưa về hẳn được. Thế thì bảo thì thôi thì cứ đi về về thôi, cứ nửa ở Việt Nam và nửa ở bên Nga. Thì mình có đi đâu chăng nữa thì cũng nhớ quê. Nói chung tuổi già ai cũng thế hết đấy mà. Vì công việc, vì con cháu, có nhiều lý do để họ sang đây và ở lại. Và ngày ngày, họ vẫn thầm lặng góp sức mình cho gia đình và cho cả cộng đồng.